Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu không chỉ với Việt Nam mà với toàn thế giới. Đây là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút người tiêu dùng. Hiện nay có hơn 1/3 dân số Việt Nam đã tham gia mua sắm trực tuyến. Ở góc độ người tiêu dùng, hình thức mua sắm này giúp dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận sản phẩm, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thuận tiện trong giao dịch cũng như được hưởng nhiều tiện ích khác. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến cho người tiêu dùng hạn chế đi ra ngoài và các hoạt động kinh doanh trực tiếp cũng đang hạn chế, là điều kiện tối ưu cho các giao dịch trực tuyến cũng như thương mại điện tử khẳng định vai trò ở Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh. Thương mại điện tử đã khiến tư duy mua sắm của người dân đang có những chuyển biến theo hướng tích cực, không chỉ đem lại sự thuận tiện, văn minh, minh bạch thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển của toàn cầu, mà còn tạo động lực thúc đẩy cho các loại hình dịch vụ mới có liên quan về tài chính, giao nhận vận chuyển, trao đổi thương mại của các nhà phân phối, các nhà cung cấp nền tảng công nghệ phát triển. Năm 2019, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng lên tới 81%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam nhanh thứ hai Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một kênh quan trọng cho việc xuất khẩu và hiện có 32% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác nước ngoài thông qua kênh trực tuyến. Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua môi trường thương mại điện tử đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Xuất khẩu hàng hóa thành công thông qua thương mại điện tử, các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm đúng với nhu cầu thị trường, hướng đến mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao nhận thức về phát triển sản phẩm và xây dựng hình ảnh cho sản phẩm và doanh nghiệp. Thông qua môi trường thương mại điện tử thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể là nâng cao được cái kim ngạch xuất khẩu của mình ra thị trường thế giới, bởi vì là theo như thống kê của Amazon thì là cái kim ngạch xuất khẩu thông qua thương mại điện tử ấy có thể là tăng từ là vài chục đến vài trăm lần đấy, tùy thuộc vào các doanh nghiệp, tùy thuộc vào các sản phẩm. Thứ hai nữa đó là gì? Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta có cơ hội là tiếp cận thị trường trực tiếp bằng những cái thương hiệu của sản phẩm của doanh nghiệp họ ấy. Cho nên là đây là một cái cách mà có thể nói là rất là hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Phương thức thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử cũng ngày càng linh hoạt hơn, tạo sự thuận tiện và gia tăng niềm tin tưởng đối với khách hàng. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chắc chắn thương mại điện tử sẽ ngày càng phát triển và dần thay thế các hình thức mua bán trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy cơ hội lớn từ thương mại điện tử để phát triển xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Các doanh nghiệp này đang dần chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới với tầm nhìn đa dạng hóa các phương thức xuất khẩu. Cơ hội hợp tác hiện ra là vấn đề nó là đang là tìm hiểu và đang là cách của vấn đề là đang khó ở cái mức mở tài khoản. Ở đây ở kia một số cái tiêu chí ở bên kia khá cao, nên năm nay được đang bộ công thương cùng xuống thương mại với lại Amazon Việt Nam, Amazon toàn cầu ấy, đang cứu là set up lại một cái chương trình đào tạo để hỗ trợ doanh nghiệp này một cái nó thuận lợi với lại nó dễ dàng hơn, cải cách về cái hành chính, cải cách về cái thủ tục tốt hơn thì nó sẽ được tiếp cận những thị trường ở trên đó. Mình nghĩ rằng là năm nay sẽ là một năm gọi là thập kỷ mới, là doanh nghiệp Việt Nam sẽ là hợp tác với Amazon mới phát triển các sản phẩm những qua thương mại điện tử là rất là tốt. Khi mà hoạt động để có thể phát triển được cái kinh doanh của các doanh nghiệp ở trên Amazon ấy, thì mọi người sẽ cần cái lượng kiến thức và kinh nghiệm rất là lớn. Đội ngũ của Pingpong tại Việt Nam thì là có cái kinh nghiệm và chuyên môn rất là chuyên sâu về cái mạng này, thì có thể tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên quan đến làm thế nào để tối ưu được cái dòng tiền của mọi người, làm thế nào để xử lý tốt được cái câu chuyện liên quan đến logistics, liên quan đến chuyển hàng hóa, lưu kho, rồi làm thế nào để tiếp cận được cái đối tượng khách hàng mục tiêu, để tư vấn cho các doanh nghiệp và các cá nhân mà bán hàng trên Amazon được thuận lợi hơn. Với sứ mệnh và tầm nhìn trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gắn với thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương và Amazon Global Selling đã có những nỗ lực làm cầu nối để các doanh nghiệp Việt tiếp cận với thương mại điện tử quốc tế, xuất khẩu và bán hàng trên Amazon dễ dàng hơn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp đã cung cấp những thông tin cơ bản về thương mại điện tử,
để doanh nghiệp có thể tham gia bán hàng trên Amazon. Theo kế hoạch, năm 2020, Cục Xúc tiến Thương mại và Amazon Global Selling sẽ tổ chức 6 buổi đào tạo trực tuyến. Tại những khóa đào tạo này, doanh nghiệp được cung cấp những kỹ năng chi tiết về tạo lập, quản lý tài khoản, đưa thông tin lên tài khoản như thế nào, đăng ký thương hiệu tại Mỹ, đóng gói vận chuyển, quảng cáo. Hai bên đang đẩy nhanh tiến độ các khóa đào tạo và tổ chức nhiều phiên hội thảo tại nhiều địa phương khác nhau, nhằm đưa ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ cho các bạn trẻ khởi nghiệp, cho các doanh nghiệp bán hàng thành công, hướng tới tương lai phát triển và xuất khẩu bền vững thông qua hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng kỹ thuật số. Cục xúc tiến thương mại của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số các cái kế hoạch rất là cụ thể và thiết thực để hỗ trợ lại cho cộng đồng doanh nghiệp. Thì cụ thể là chúng tôi đã lên cái kế hoạch hoạt động như là triển khai một loạt các khóa huấn luyện đào tạo cho doanh nghiệp. Thì kết hợp giữa hai hình thức đào tạo là đào tạo trực tuyến, tức là đào tạo mà cái hoạt động này là cái hoạt động mà doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa thực sự làm quen nhiều, và đào tạo truyền thống mà chúng ta đào tạo ở tại lớp học. Thì do đó mà các anh chị có thể thấy là các hoạt động của chúng tôi là trước mắt là chúng tôi để đào tạo huấn luyện tại chỗ như vậy. Sau cái buổi đào tạo tại chỗ này, bắt đầu chúng tôi từng bước hướng dẫn doanh nghiệp là bắt đầu các cái khóa huấn luyện đào tạo trực tuyến. Làm thế nào để chúng ta có thể kinh doanh và xuất khẩu thành công qua Amazon thì nó có rất là nhiều các hoạt động kỹ thuật. Về sau đó thì các chuyên gia sẽ từng bước hướng dẫn các doanh nghiệp. Trước những yêu cầu của bối cảnh mới, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương không ngừng nâng cao các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức và doanh nghiệp, triển khai phối hợp với các đối tác và nhiều biện pháp xúc tiến thương mại, hướng tới mục tiêu tăng cường tối đa tính chuyên nghiệp và hiệu quả cho xúc tiến xuất khẩu. Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua xúc tiến xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.